Ngọc Thơ, Thời báo chấm D kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Lịch sử xung đột sắc tộc Tây Nguyên Ngày 11 tháng 6, trên trang Facebook cá nhân của kiến trúc sư Dương Quốc Chính có bài Xung đột sắc tộc ở Tây Nguyên Hình ảnh status trên trang cá nhân của Dương Quốc Chính Theo tác giả, Tây Nguyên, Nguyên là hai nước thủy xá và hỏa xá Đến thời minh mạng vẫn chỉ là thuộc quốc của Đại Nam có lẽ các chúa rồi các vua Nguyễn cũng không định xâm lược và sát nhập Tây Nguyên. Khi Pháp chiếm đóng Đông Dương thì vùng đất này mới được nhập vào An Nam, Trung Kỳ. Vì người Pháp mới tận dụng được hết lợi thế về đất đai và tài nguyên ở đây. Các đồn điền cà phê, cao su mới chỉ có từ thời người Pháp xâm lược. Có nghĩa là đây là vùng đất cuối cùng được sát nhập vào Việt Nam. Tác giả cho hay, đến giai đoạn quốc gia Việt Nam, vùng này được quy chế tự trị dành riêng cho hoàng gia, gọi là Hoàng Triều Cương Thổ. Các lãnh đạo địa phương chỉ thần phục quốc trưởng Bảo Đại. Đến thời Việt Nam Cộng Hòa, ông Diệm thống nhất quốc gia nên xóa bỏ Hoàng Triều Cương Thổ nhập vào Việt Nam Cộng Hòa. Tác giả cung cấp thêm thông tin, trong chiến tranh Việt Nam, dân Tây Nguyên vẫn có những nhóm chống quân Cộng sản, chứ không phải chỉ trên dưới một lòng theo việc cộng như sách báo chính thống viết. Điển hình là vụ thảm sát Đắc Sơn xảy ra năm 1967. Hình ảnh thông tin về lực lượng Phương rô Trong vụ này, hai tiểu đoàn quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã bao vây và tấn công vào làng Đắc Sơn, thuộc Đắk Lắk nơi có 2.000 người thượng và khu trại của một đại đội lính Việt Nam Cộng Hòa. Phía quân giải phóng miền Nam cho rằng làng này chống cộng và đã giúp đỡ những người trốn khỏi các khu vực do Cộng sản kiểm soát. Tức là theo tác giả, mầm móng xung đột đã có từ lâu đời rồi. Tác giả cung cấp tiếp thông tin về tổ chức Funro, một tổ chức đấu tranh về giành độc lập cho các dân tộc Tây Nguyên, gồm cả người Chăm và người Khmer, có nghĩa là họ chống lại sự cai trị của người Kinh, bao gồm cả Việt Nam Cộng Hòa lẫn Việt Nam Cộng sản. Tổ chức này tồn tại từ năm 1964 đến năm 1992 sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc. Rô là từ viết tắt tiếng Pháp của cụm từ gọi là Mặt trận thống nhất đấu tranh của các sắc tộc bị áp bức. Đây là liên minh chính trị quân sự của các sắc tộc Cao nguyên, Trung phần, Chăm, Khmer, chủ trương đấu tranh cho quyền tự quyết của các sắc tộc thiểu số, thực hiện chiến tranh du kích để ly khai khỏi lãnh thổ Việt Nam. Cuối cùng tác giả nhắc đến nhà nước Dega tự xưng của người dân tộc Tây Nguyên thành lập vào năm 1999 tại Đắk Lắk. Nhà nước này trên lý thuyết vẫn tồn tại và các lãnh đạo lưu vong. Hình ảnh thông tin về nhà nước Dega. Tác giả nhận xét vùng này rất nhạy cảm chính trị nên dân mà ngon ngoe chống đối là bị dính án ngay. Về vụ tấn công trụ sở công quyền ở Đắk Lắk hiện chưa có công bố nguyên nhân chính thức nhưng tác giả cho biết nhiều người đồn đoán là tổ chức Dega đứng sau, cũng có người cho rằng chỉ là tranh chấp đất đai. Tác giả cho rằng những chuyện tương tự diễn ra khá phổ biến trên thế giới, đặc biệt là các nước cộng sản, độc tài thì nó diễn ra càng bạo lực hơn. Bên Tàu thì Tân Cương, Tây Tạng cũng không khác gì Tây Nguyên. Các vụ khủng bố rồi đàn áp đẫm máu diễn ra ở Nga, Trung Quốc vì nhiều nguyên nhân sắc tộc, vùng Kosovo cũng vậy, đang tái diễn bạo lực. Nói chung, tác giả nhận xét, việc cai trị những vùng đất mới có lịch sử văn hóa dân tộc quá khác biệt với các nơi khác là không hề đơn giản. Ở nhiều nước hay nhiều giai đoạn lịch sử, thì các vùng đất này phải có quyền tự trị tương đối thoáng. Ngay ở Trung Quốc cũng có khu tự trị dân tộc Choang ở Quảng Tây, Giáp Việt Nam. Nga cũng có các nước Cộng hòa tự trị. Việt Nam hiện không có, nhưng đã từng có ở Tây Nguyên, và miền núi phía Bắc người mèo. Hiện tại chưa rõ nguyên nhân vụ Đắk Lắc là gì, nhưng mâu thuẫn sắc tộc thường không được công bố là nguyên nhân chính thức, dễ bị lái thành mâu thuẫn thuần túy hình sự. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm với bản tin lịch sử xung đột sắc tộc Tây Nguyên. Trung Quốc muốn lập căn cứ gián điệp ở Cuba. AFI tiếng Việt ngày 9 tháng 6 loan tin Báo Mỹ, Trung Quốc dự trù lập một căn cứ gián điệp ở Cuba. Theo đó, báo chí Mỹ hôm 8 tháng 6 đưa tin, Trung Quốc đã ký một thỏa thuận bí mật với Cuba để thiết lập một căn cứ gián điệp trên hòn đảo nằm kế bên Hoa Kỳ. Nhưng cả Washington lẫn là Havana đều bác bỏ thông tin này. Hình ảnh bản tin trên AFI. Cụ thể, AFI cho biết nhật báo The Wall Street Journal trích dẫn các nguồn tin ở Mỹ loan báo có một thỏa thuận bí mật giữa Trung Quốc và Cuba dự trù thiết lập một trạm nghe lén điện thoại trên hòn đảo chỉ cách bờ biển bang Florida 200 km. Bang này là nơi đặt nhiều căn cứ quân sự quan trọng của quân đội Hoa Kỳ. Tờ báo Mỹ cho biết, Bắc Kinh sẽ trả cho Cuba nhiều tỷ đô la để xây dựng cơ sở nói trên. Theo AFI, hãng tin AFP và kênh truyền hình CNN trích dẫn các nguồn tin thân cận với giới tình báo Mỹ cũng đề cập đến thỏa thuận giữa Trung Quốc với Cuba. Nhưng họ không chắc là Trung Quốc sẽ bắt đầu xây dựng căn cứ đó hay chưa. AFI cho rằng Chủ tịch Tập Cận Bình đang mở rộng sự hiện diện quân sự của Trung Quốc trên khắp thế giới để cạnh tranh với quân đội Hoa Kỳ, hiện đã có mặt ở khắp Nam Châu. Nhưng việc thiết lập một căn cứ của Trung Quốc tại Cuba gần bờ biển Florida sẽ là một bước mới của Bắc Kinh và Washington sẽ xem đây là một mối đe dọa chưa từng có đối với an ninh quốc gia của Mỹ. Tuy nhiên, ngày 8 tháng 6, Nhà Trắng qua lời phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby đã cho rằng thông tin của The Wall Street Journal về căn cứ gián điệp của Trung Quốc ở Cuba là không đúng sự thật. Về phần phát ngôn viên Lầu Năm Góc, ông Brad Ryder cho biết chưa có thông tin nào về việc thiết lập bất cứ một căn cứ gián điệp nào của Trung Quốc ở Cuba tướng Ryder khẳng định Hoa Kỳ vẫn liên tục theo dõi quan hệ giữa Bắc Kinh với La Habana. Trong khi đó, AFI dẫn tin từ hãng tin AFP cho hay, một thứ trưởng ngoại giao của Cuba ngày 8 tháng 6 đã ra một thông cáo rằng những thông tin này của The Wall Street Journal là dối trá và không có cơ sở. Vị thứ trưởng này khẳng định Cuba không chấp nhận bất cứ sự hiện diện quân sự nào của nước ngoài tại khu vực Mỹ Latin về phần Trung Quốc, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Vương Văn Bân hôm 9 tháng 6 cáo buộc Hoa Kỳ phao tin đồn về căn cứ gián điệp ở Cuba, đồng thời yêu cầu Washington ngưng can thiệp vào chuyện nội bộ của Cuba. AFI cho hay, hình ảnh thông tin về người giúp Trung Quốc thiết lập đồn cảnh sát bị bắt tại Mỹ. Trước đó, vào giữa tháng 4 năm 2023, Mỹ đã bắt giữ hai người Mỹ gốc Trung vì giúp chính phủ Trung Quốc lập đồn cảnh sát nhắm vào những người chỉ trích Bắc Kinh. Báo Tuổi Trẻ ngày 18 tháng 4 cho hay, hai người bị bắt giữ là Lu Chiang Wang, 61 tuổi và Chen Jinping, 59 tuổi, bị cáo buộc có âm mưu hoạt động với tư cách là đặc vụ cho chính phủ Trung Quốc mà không thông báo cho chính quyền Mỹ và cản trở công lý. Bên ngoài, hai người này lãnh đạo một tổ chức phi lợi nhuận, tự xưng là nơi cung cấp địa điểm tụ tập xã hội cho những người đến từ tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc Trước đó nữa, hồi tháng 9 năm 2022, Safeguard Defenders, một tổ chức về quyền con người có trụ sở tại châu Âu, đã công bố một báo cáo tiết lộ sự hiện diện của hàng chục trạm dịch vụ của cảnh sát Trung Quốc tại các thành phố lớn trên thế giới, trong đó có thành phố New York của Mỹ. Tháng 11 năm 2022, giám đốc FBI Christopher Gray từng nói rằng việc chính phủ Trung Quốc cố gắng thiết lập sự hiện diện của cảnh sát tại Mỹ là điều đáng phẫn nộ, đồng thời cho rằng đây là hành vi vi phạm chủ quyền phá vỡ các quy trình hợp tác tư pháp và thực thi pháp luật tiêu chuẩn. Trong khi đó, đại sứ quán Trung Quốc tại Washington thừa nhận sự tồn tại của các trung tâm do tình nguyện viên điều hành ở Mỹ, nhưng cho biết chúng không phải là đồn cảnh sát hay trung tâm dịch vụ cảnh sát. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đề với bản tin Trung Quốc muốn lập căn cứ gián điệp ở Cuba. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm đề để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo chấm đề.